Cũng trong hôm nay, tại điểm cầu Cảng Đà Nẵng, có 46 đảng viên là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, bộ phận tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên sâu các chuyên đề của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghe hội nghị nghiên cứu quán triệt 3 chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Cảng Đà Nẵng đã và đang tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Theo đó, Cảng Đà Nẵng tập trung ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động các cơ sở đảng, tạo hiệu quả cho mục tiêu phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở đảng trực thuộc Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành trên 50% chỉ tiêu kế hoạch. Sản lượng hàng hóa tăng trưởng 24%, trong đó lượng hàng container tăng 31%. Việc này góp phần cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện hiệu quả Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thì Cảng Đà Nẵng cũng đã sớm đưa cái nghị quyết này và triển khai bằng những cái chương trình hành động cụ thể, đưa vào cái việc là tập trung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở mỗi cái tổ chức cơ sở đảng và ở mỗi cái đơn vị doanh nghiệp, và từ đó góp phần nâng cao cái chất lượng của cái con người trong cái hoạt động của sản xuất kinh doanh cũng như là trong cái hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Sau khi được quán triệt nghị quyết, Cảng Đà Nẵng mong muốn mỗi cán bộ đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, mỗi người hãy cố gắng làm đúng, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đảng bộ Cảng Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phải quán triệt những đảng viên ở trong đơn vị của mình, làm việc là phải nhiệt tình hết mình, phải làm việc trung thực, đồng thời là lấy cái lợi ích của tập thể, của cơ quan, làm cái lợi ích của mình, phải phát huy hết cái sức mạnh của cá nhân để từ đó đưa những cái thành tích chung của tập thể góp phần tạo nên cái thành công của đảng bộ Cảng Tiên Sa.